Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe ý kiến góp ý vào dự thảo đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Lào Cai dự kiến về đích điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ sớm trước 5 ngày. Ngành đường sắt nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thu hút hành khách đi tàu. Trong phần tin trong nước và quốc tế, thách thức từ rác thải nhựa trong thương mại điện tử. Iran nêu lập trường về căng thẳng trong khu vực. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nghe ý kiến góp ý vào dự thảo đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại cuộc họp đã có 17 ý kiến thảo luận, góp ý vào đề án như phát triển du lịch cộng đồng cần gắn với thực hiện tốt công tác quy hoạch, chú trọng việc đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở du lịch cộng đồng, xem xét bổ sung một số định hướng chiến lược phát triển của ngành nông nghiệp vào nội dung đề án. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc xây dựng đề án cần gắn với quy hoạch phát triển du lịch, sử dụng đất của tỉnh, xác định rõ vai trò của các cấp trong thực hiện các mô hình du lịch cộng đồng, đa dạng các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh về cộng đồng dân tộc để thu hút khách du lịch. Cùng với đó cần nghiên cứu xây dựng các tour tuyến du lịch để tạo sự kết nối giữa các điểm du lịch cộng đồng. Đối với ý kiến đóng góp của các ngành địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Du lịch tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Theo dự thảo đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai đến năm 2030, mục tiêu sẽ xây dựng 7 mô hình du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN, 25 mô hình du lịch cộng đồng đáp ứng điều kiện điểm du lịch cấp tỉnh. Phấn đấu du lịch cộng đồng sẽ đón 1,7 triệu lượt khách tham quan. Sau 15 ngày thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tiến độ thực hiện toàn tỉnh Lào Cai đạt trên 67%. Bát Sát đang là địa phương dẫn đầu với tỷ lệ hoàn thành trên 88%, xếp thứ hai là thành phố Lào Cai với tỷ lệ trên 82%, tiếp đó là huyện Mường Khương với tỷ lệ trên 77%. Địa phương đang có tiến độ thực hiện chậm nhất là Simacai với tỷ lệ 50%. Tại Lào Cai, điều tra dân số giữa kỳ 2024 được triển khai tại 11.160 hộ với trên 200 điều tra viên tham gia. Theo Cục Thống kê tỉnh, với tiến độ này, Lào Cai sẽ hoàn thành cuộc điều tra vào ngày 25 tháng 4, sớm hơn 5 ngày so với thời hạn. Đưa vào vận hành đoàn tàu chất lượng cao, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, phục vụ hành khách. Đây là nỗ lực của ngành đường sắt nhằm thu hút thêm khách đi tàu, ghi nhận tại trạm vận tải đường sắt Lào Cai. Trang bị phòng chờ đạt chuẩn, khang trang, sạch đẹp, ứng dụng hệ thống bán vé điện tử, khách đến trạm được tiếp đón niềm nở, hướng dẫn chú đáo là những giải pháp được trạm vận tải đường sắt Lào Cai đẩy mạnh thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tâm lý thoải mái và tiết kiệm thời gian cho khách đi tàu. Riêng cái công tác phục vụ khách của mọi nhân viên thì đều làm có một tư thế tác phong rất là chuẩn của ngành đường sắt Việt Nam. Nhân viên phục vụ từ trên tàu dưới ga đều đón tiếp hành khách tận tình chu đáo, và nếu mà hành khách có mà đồ sách nặng thì nhân viên nhà ga sẽ có thể trợ giúp hành khách. Thời gian qua, ngành đường sắt cũng đã đầu tư thêm các toa tàu mới, trang bị hệ thống điều hòa tại 100% các toa. Chăn ga gối cũng được thay mới. Các thành vách toa tàu được trang trí lại đã tạo điểm nhấn, làm cho không gian thêm ấm cúng, thân thiện với hành khách. Đường sắt của chúng em là thực hiện phương châm là bố xin bố luôn. Đấy, lúc nào cũng có sự luôn luôn phải giúp đỡ hành khách, rồi niềm nở và tươi cười, coi tạo điều kiện hành khách ở trên tàu thì thoải mái như ở nhà. Nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ đã và đang giúp ngành đường sắt thu hút đông đảo hành khách quay trở lại đi tàu. Năm 2023, trạm vận tải đường sắt Lào Cai đã đón tiếp và phục vụ gần 213.000 lượt hành khách. Riêng quý 1 năm nay đón trên 58.700 lượt hành khách, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2023.
Mặc dù là nhà chị có xe riêng, có thể di chuyển từ Hà Nội đến Lào Cai dễ dàng, nhưng mà chị và anh vẫn chọn đi tàu. Bởi vì đi tàu, chị thấy bây giờ tàu rất là hiện đại, mọi cái dịch vụ thì rất là tốt. Đi Sapa, chúng tôi lựa chọn tàu hỏa để di chuyển từ Hà Nội lên Lào Cai. Tôi thấy mọi dịch vụ rất ổn, nhân viên niềm nở. Lên tàu chúng tôi ngủ một giấc là đến nơi, không cảm thấy mệt mỏi. Với tôi, đây là một trải nghiệm đáng nhớ. Cùng với những tín hiệu tích cực ở những con số, việc đổi mới về tư duy và thực hiện theo đúng phương châm, an toàn, thân thiện, thuận tiện, đúng giờ và hiệu quả, đã và đang giúp ngành đường sắt khôi phục lại vị trí, trở thành phương tiện đi lại được đông đảo người dân và du khách lựa chọn. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Sau khi thông tư số 24/2023 của Bộ Công an về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực từ tháng 8 năm 2023, thị trường xe máy cũ cho đến hiện tại đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Tại các cơ sở buôn bán xe máy cũ, lượng xe máy bán ra đang rất chậm. Các chủ kinh doanh cho rằng việc sang tên cho các phương tiện đã qua sử dụng phức tạp hơn, dẫn đến lượng khách hàng sụt giảm. Muốn sang tên toàn lợi cho người mua, chủ cũ phải hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển số bằng cách khai báo trên cổng dịch vụ công, sau đó trực tiếp đi nộp đăng ký xe, biển số xe. Vì vậy, giá xe cũ đã giảm từ 20-30% so với thời điểm trước. Lượng khách hàng chủ yếu là khách hàng đến từ các huyện, mua các dòng xe côn tay và xe ga giá trung bình như Way, Exciter, Airblade. Ngoài ra, các chủ cửa hàng cũng tích cực phát triển các phương thức bán hàng trên mạng, livestream trên các nền tảng số, và có các chính sách ưu đãi, giao hàng tận nơi để kích cầu khách hàng. Với trên 90% dân số hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Mường Khương đã xác định phát triển nông lâm nghiệp gắn với chế biến là lĩnh vực đột phá trong phát triển kinh tế của huyện. Địa phương đang tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, gắn với chế biến liên kết tiêu thụ hàng hóa nông nghiệp theo tinh thần nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả, sản xuất nông lâm nghiệp tiếp tục được duy trì, mở rộng, tăng về diện tích và giá trị sản lượng. Tổng diện tích các cây trồng chủ lực và tiềm năng của huyện đạt 9.271 ha, tăng 2.329 ha. Giá trị sản lượng đạt trên 746 tỷ đồng, tăng 113,7 tỷ đồng. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất canh tác đạt 81,2 triệu đồng, bằng 81,2% nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 đề ra. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Mường Khương đã thu hút được 6 doanh nghiệp chế biến tiêu thụ nông sản, nâng tổng số doanh nghiệp chế biến tại huyện lên 8 doanh nghiệp. Tại huyện Simacai, thực hiện nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những tiềm năng lợi thế về nông nghiệp cũng được nhận diện rõ ràng hơn, từng bước đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa gắn với chế biến tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, Simacai tập trung vào các cây con chủ lực có tiềm năng là cây ăn quả ôn đới, dược liệu, rau trái vụ, chăn nuôi lợn bản địa và đại gia súc. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết 10, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất của huyện đạt hơn 12% trên năm. Giá trị sản phẩm đạt 48 triệu đồng trên 1 hecta, tăng 10 triệu đồng trên 1 hecta so với năm 2020. Giá trị sản xuất các ngành hàng chủ lực đạt hơn 253 tỷ đồng, chiếm 25% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Địa phương đã thực hiện chuyển đổi 889 hecta đất trồng ngô kém hiệu quả sang cây trồng chủ lực. Năm 2024, Simacai tiếp tục quan tâm đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống, đẩy mạnh phát triển các ngành hàng chủ lực. Sau một thời gian đưa vào trồng thử nghiệm, cây cam V2 trên địa bàn xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã cho những tín hiệu khả quan, góp phần đa dạng hóa cây trồng, gia tăng thu nhập cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, với quy trình trồng chăm sóc nghiêm ngặt đến liên kết tiêu thụ sản phẩm, 6 hectare với trên 3.000 gốc cây cam V2 được trồng tại xã Phúc Khánh đã mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, trung bình 1 hectare mang lại thu nhập gần 400 triệu đồng. Năm 2018, cây cam V2 được đưa về trồng thử nghiệm tại xã Phúc Khánh, nhờ được trồng và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Sau hơn 3 năm, hơn 3.000 gốc cam V2 này đã cho thu trên 100 tấn quả to, đều và đẹp, thơm và ngọt thanh. Sản phẩm thu hoạch đến đâu được thương lái thu mua hết đến đó, với giá bán dao động từ 20-40.000 đồng một kg. Riêng năm 2023, nông dân Phúc Khánh đã thu hoạch khoảng 110 tấn cam V2,
thu về trên 2,2 tỷ đồng. Đã là trái vụ thì là sản phẩm nó sẽ ít mà giá cả nó sẽ được giá. Và bao tiêu sản phẩm thì chất quan trọng là mình làm ra chất lượng và quả hàng thôi. Còn đâu là bao nhiêu rồi cũng hết. Hiện xã Phúc Khánh có 15 hecta cam V2 đã cho thu hoạch. Địa phương đã quy hoạch vùng trồng, khuyến khích người dân mở rộng diện tích, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc và kết nối tìm đầu ra cho sản phẩm. Chúng tôi đã xác định vị trí đất trong quy hoạch, đó là quy hoạch vùng trồng cây ăn quả tại thôn Trị Ngoài. Chúng tôi đang dự tính là mở rộng ra thêm 10 ha nữa để nâng tổng số diện tích lên là 30 ha. Cam V2 là cây trồng trái vụ, thu hoạch bắt đầu từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch nên giá bán cao hơn hẳn so với các loại cây chính vụ. Đầu ra cho sản phẩm ổn định. Hiện huyện Bảo Yên đang tiếp tục phát triển mô hình trồng cam V2 ra một số xã khác trên địa bàn, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, tăng thu nhập cho người dân. Theo khoản 14, điều 4 thông tư 05 năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc tổ chức sát hạch lái xe từ ngày 1 tháng 6 năm 2024 được thực hiện như sau. Sát hạch lý thuyết thực hiện trên máy vi tính, trừ sát hạch đối với hạng A1 tại các địa bàn thuộc các đô thị từ loại 3 trở lên, có khoảng cách đến trung tâm đô thị loại 3 trở lên trên 100 km, được phép sát hạch bằng phương pháp trắc nghiệm trên giấy. Phòng sát hạch lý thuyết có camera để giám sát quá trình sát hạch. Sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đối với các hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F. Phòng sát hạch có camera để giám sát quá trình sát hạch. Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng A1, A2 thực hiện tại trung tâm sát hạch lái xe hoặc cơ sở đào tạo lái xe có sân sát hạch đủ điều kiện, có thiết bị chấm điểm tự động, trừ các địa bàn có khoảng cách đến trung tâm đô thị từ loại 3 trở lên trên 100 km, được phép sát hạch bằng phương pháp chấm điểm trực tiếp. Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng F thực hiện tại trung tâm sát hạch lái xe hoặc sân sát hạch có đủ điều kiện thuộc trung tâm sát hạch lái xe, không có sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch. Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng B1, B2, C, D, E thực hiện tại trung tâm sát hạch lái xe có thiết bị chấm điểm tự động, không có sát hạch viên ngồi trên xe sát hạch. Tiếp theo chương trình, Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt lịch tuyển sinh đại học năm 2024. Nhà thờ Đức Bà Paris dần tìm lại vẻ đẹp. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, giai đoạn 2021-2025 sẽ hoàn thành lập quy hoạch 30 cảng hàng không, gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội. Dự kiến giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thành nghiên cứu lập quy hoạch cảng hàng không Cao Bằng, cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô, cảng hàng không quốc tế Hải Phòng. Tổng nhu cầu vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không dự kiến giai đoạn 2021-2030 ước khoảng 420.472 tỷ đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non, trong đó có nêu cụ thể các mốc xét tuyển. Cụ thể, thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 18 tháng 7 và được điều chỉnh nguyện vọng, không giới hạn số lần, đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Chậm nhất ngày 21 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm sàn với khối ngành sức khỏe và sư phạm, rồi xử lý nguyện vọng xét tuyển của thí sinh từ ngày 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8. Trước 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường phải công bố điểm chuẩn, thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1 sớm hơn so với năm ngoái 3 ngày. Năm 2024, quy chế tuyển sinh giữ ổn định so với năm trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước. Trong xu hướng phát triển bùng nổ của thương mại điện tử, vấn đề rác thải từ lĩnh vực này đang là điều rất đáng lưu tâm. Trên thực tế, rác thải bỏ đi khi mua sắm trực tuyến cao gấp 7 lần so với rác thải bỏ đi khi mua sắm tại cửa hàng. Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, bao gồm lĩnh vực bán lẻ hàng hóa trực tuyến và gọi đồ ăn công nghệ trong những năm qua, gây thêm những khó khăn cho việc quản lý chất thải bao bì, vật liệu nhựa.
gây tác động tiêu cực tới môi trường. Trong khi đó, tỷ lệ thu gom, tái chế, tái sử dụng nhìn chung còn rất thấp. Chúng tôi chú trọng nhiều hơn vào cái việc là giảm thiểu những cái ảnh hưởng đến tác động môi trường. Ở trong đó cái vấn đề rác thải nhựa là một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay. Và phần lớn trong cái việc vận chuyển hiện nay ấy, thì những cái bao bì đấy thì nó lại là cái là dùng bằng hình thức là ni lông hoặc là những cái chất thải nhựa. Và có thể nói rằng là đấy là những cái vấn đề mà đang gây ra những cái nhức nhối và chúng tôi nhìn nhận đấy là những vấn đề mà cần phải đánh giá một cách nghiêm túc và để có hướng giải quyết. Trong công bố một nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ dự án giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam, năm 2023, quy mô thị trường bán lẻ hàng hóa trực tuyến Việt Nam ước tính khoảng 17,3 tỷ đô la Mỹ với tổng số 1,84 tỷ gói kiện hàng hóa. Thương mại điện tử ở Việt Nam sử dụng tới 332.000 tấn bao bì, trong đó khối lượng bao bì nhựa các loại là 171.000 tấn. Chúng tôi hợp tác cũng rất chặt với các cái nhóm doanh nghiệp là các doanh nghiệp về logistics và chuyển phát để đưa ra các cái giải pháp không chỉ giúp tối ưu các cái hoạt động vận chuyển nhằm hạn chế giảm carbon ra môi trường, cũng có những giải pháp để giúp cái khâu đóng gói hàng hóa được tối ưu nhất, hạn chế tối đa nhất cái lượng rác thải nhựa có thể phát sinh ra môi trường. Với tốc độ tăng trưởng trên 25% mỗi năm, dự báo đến năm 2030, quy mô thương mại điện tử Việt Nam sẽ gấp trên 4,7 lần hiện tại. Khi đó, lượng rác thải nhựa từ thương mại điện tử sẽ lên tới 800.000 tấn một năm. Đã đến lúc thương mại điện tử phải thay đổi, không chỉ những gói hàng mà ngay cả hành trình của nó từ người bán tới người mua cũng cần phải xanh và bền vững. Tin thế giới, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, Ngoại trưởng Iran đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp Nga, Đức và Anh, bày tỏ lập trường của Tehran về tình hình trong khu vực Trung Đông hiện nay. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga và người đồng cấp Đức, Ngoại trưởng Iran cho rằng Nga đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở dải Gaza và ngăn chặn sự leo thang căng thẳng hơn nữa ở Trung Đông. Bộ Ngoại giao Nga trước đó khẳng định, hai bên tái khẳng định, Nga ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh sự cấp thiết của việc tăng cường tham vấn trong giai đoạn hiện nay, tập trung ngăn chặn căng thẳng tiếp tục leo thang. Trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Anh, Ngoại trưởng Iran khẳng định nước này không muốn căng thẳng gia tăng, nhưng vẫn để ngỏ khả năng đáp trả nếu cần. Chuỗi siêu thị hàng đầu nước Mỹ nổi tiếng với combo xúc xích 1,5 đô la, tức là gần 40.000 đồng tiền Việt Nam, và các trang phục rẻ tiền đã bắt đầu bước vào thị trường kinh doanh vàng từ năm 2023. Thực tế cho thấy quyết định này đã phát huy hiệu quả không ngờ. Từ năm ngoái, chuỗi siêu thị Costco bắt đầu bán vàng miếng. Sản phẩm này vừa được bán trực tuyến vừa bày bán tại một số cửa hàng. Thật bất ngờ, sản phẩm này liên tục cháy hàng chỉ trong vài giờ. Những miếng vàng 1 ounce dài chưa đến 5cm được làm từ vàng nguyên chất 24 carat, đóng gói trong bao bì không có gì đặc biệt, khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, điều gì thu hút các khách hàng đến vậy? Trong bối cảnh giá vàng tăng hơn 13% trong năm 2024, phản ánh lo ngại về lạm phát kéo dài và tình hình tài chính ngày càng xấu đi của Mỹ, việc bán vàng miếng trở nên thuận lợi hơn đối với nhà bán lẻ này. Theo một nghiên cứu, phần lớn khách hàng mua sắm kim loại quý này thuộc thế hệ trẻ. Uy tín của một thương hiệu bán lẻ lớn như Costco khiến các nhà đầu tư trẻ yên tâm khi giao dịch, đồng thời mang đến sự tiện lợi trong quá trình mua bán. Được coi là một trong những công trình tiếp đón nhiều du khách nhất ở châu Âu, nhà thờ Đức Bà Paris sau 5 năm bị hỏa hoạn đã hoàn thành việc sửa chữa, tu bổ, dự kiến mở cửa lại vào cuối năm nay. Hình ảnh về ngọn lửa thiêu rụi một phần mái của nhà thờ Đức Bà Paris đã làm cả thế giới bàng hoàng. 846 triệu euro đã được quyên góp từ khắp nơi trên thế giới để trùng tu lại công trình. Việc trùng tu bắt đầu từ năm 2021 với sự tham gia của 250 doanh nghiệp và hàng trăm nghệ nhân, kiến trúc sư. Nhiều khó khăn về kỹ thuật đã được giải quyết. Cây thánh giá gắn trên đỉnh nhà thờ và con gà trống đã được phục chế lại vào đầu tháng 12 năm ngoái. 5 năm qua, 500 công nhân tham gia nỗ lực tái thiết công trình này. Chi phí tổng thể cho việc trùng tu là 550 triệu euro. Theo kế hoạch, nhà thờ có thể mở cửa trở lại vào đầu tháng 12 năm nay. Cho đến nay, nguyên nhân xảy ra vụ cháy vẫn là một bí ẩn. Một phụ nữ Nigeria đã hoàn thành chuyến di chuyển đường bộ dài 68 ngày từ thủ đô London của Anh đến thành phố Lagos của Nigeria trong nỗ lực
thúc đẩy hình ảnh về một châu Phi an toàn và kết nối. Cuộc hành trình đi qua 16 quốc gia, bao gồm cả sa mạc Sahara. Konubi, 28 tuổi, đã sử dụng chiếc xe Peugeot nhỏ để thực hiện chuyến thám hiểm đầy tham vọng, bắt đầu vào ngày 31 tháng 1. Konubi nói rằng, hành trình của mình đã thách thức những quan niệm sai lầm thường gặp về châu Phi, nêu bật sự khác biệt giữa những định kiến và thực tế về khu vực này. Cô cho biết đã gặp phải một số khó khăn tại các cửa khẩu biên giới và cho rằng một châu Phi dễ tiếp cận hơn, tương tự như biên giới mở của châu Âu, sẽ khuyến khích thương mại và du lịch xuyên lục địa. Hành trình của Konubi đánh dấu lần thứ hai một người châu Phi hoàn thành hành trình này. Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 16 tháng 4 năm 2024. Vùng đồi núi thấp nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao nhiều mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây, đêm về sáng có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.